Trưởng lão đứng đầu Phạm Khanh cùng các đệ tử trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng tìm được áo khoác tơ vàng trong địa cung thần bí và mang về Kim Môn. Đồ ngốc, người bên trong đó không đơn giản đâu. Đừng có mà manh động. Xin lỗi. Lùi lại. Phan đại trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu, cô có thể mở được cánh cửa cơ quan của ta nhanh như vậy, cho thấy cô không hề đơn giản chút nào. Báo danh tính đi, không tên không họ, ngũ hành kim diệu. Chủ nhân ta muốn mượn áo khoác tơ vàng trong tay ngài dùng một chút. Tin tức cũng danh vậy khá lắm, nhưng áo khoác tơ vàng này là vật báo của giới hí pháp ta. Ta khuyên cô nên về đi. Vậy đành đắc tội nhiều rồi. Lâm binh đấu giả, trận liệt tiền hành. Quyển thuật ngũ hành cũng coi như hiếm gặp. Đến đây thôi, về đi. Nói với chủ nhân của cô, đừng mơ tưởng đến áo khoác tơ vàng, càng không nên có bất kỳ suy nghĩ không hay nào đối với dân cơ lục. Quyển thuật lợi hại quá, đấu đá quyển thuật không tìm sống chết, xin hãy về cho. Quá xa là cậu, lâu rồi không gặp. Lão gia gãy yên nghỉ đi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ người sao vậy? Gia đình mang ba khối thạch bài giáo khoác tơ vàng về Tân Môn, giao lại cho ba vị trưởng lão khác. Sư phụ, mau đi đi. Mau đi. Chủ nhân, đi tới Tân Môn chơi đùa một chút. Bộ phim Thiên Quang Hí Pháp Đồ Dân Cơ Lục.
Hy pháp được chia thành tiểu hy pháp, trung hy pháp và đại hy pháp. Và trong tiểu hy pháp có tam tiên về động, cửu long xuống biển, dòng ba thuật. Trong đó cái thường gặp nhất chính là tam tiên về động. Về động cũng cực kỳ đơn giản, một chiếc đũa, hai cái bát và ba quả bóng nhựa khó gấp khó cầm. Đường Hổ, cậu muốn dựa vào cái này để lấy thạch bài sao? Cho dù là đồ đệ của Triệu đại trưởng lão thì cũng phải lấy bản lĩnh tốt hơn ra chứ. Dưới sự điều khiển của các chiếc đũa, hai quả bóng nhựa này sẽ lăn qua, lăn lại, thoát ẩn, thoát hiện giữa hai cái bát. Ông cho rằng nó ở đây, nhưng ở đây lại chẳng có gì. Ông tưởng rằng ở đây không có gì, nhưng thực chất chúng đã xuất hiện ở đây từ lâu. Cậu thật sự cho rằng cái trò chơi nhỏ nhoi không lên nổi sân khấu này có thể đổi được thạch bài sao? Cứ thôi đi vậy. Ông không cần quả ốc chó trong tay nữa à? Ốc chó của tôi. Có đôi khi mắt và tai của ông cũng sẽ lừa gạt ông. Khi pháp chỉ cần nhanh là giải được hết. Nếu mắt của mấy người không theo kịp thủ thuật của tôi, vậy thì tất nhiên mấy người chỉ có thể làm khán giả đứng xem thôi. Trả cho ông. Hay, hay lắm. Đó là của cậu rồi. Hay lắm. Hậu nhân cơ quan Lý Gia, sở trường cơ quan. Mấy người nghe cho rõ đây. Hôm nay có thể vẽ lại được bản thiết kế của thứ này cho tôi thì bài của ta sẽ thuộc về người đó. Châm hương bắt đầu. Màu xanh của lụa tương đối nhạt, màu đỏ thì khá dày, xanh lam và tím kết hợp lại thì cũng dày như màu đỏ. Vậy nên vị trí nút ấn đầu tiên của cơ quan là đầu phun đồng, nút thứ hai là đầu phun gan, nút thứ ba là hai đầu phun kết hợp lại. Hậu nhân của phúc thủ Lý Gia. Giỏi đó. Cô quá khen rồi. Được rồi, hôm nay bài của tôi thuộc về cậu rồi. Hậu nhân Thủy Kính Tề Gia, sở trường quyển thuật. Tề xong, cô thua rồi. Đấu đá quyển thuật, đừng bao giờ tin tưởng vào mắt của anh. Việc quyết đấu quyển thuật nếu chưa tới phút cuối thì đừng dễ dàng phán đoán thắng thua. Xin mời cô. Ức cựu hội tân môn sắp bắt đầu rồi. Áo khoác tơ vàng nhất định phải do tôi bảo quản.
thương hội Vạn Hằng. Áo khoác tên Vạn đã mang về Tân Môn được nửa năm rồi mà mấy người vẫn chưa lấy về được cho tôi. Hạ Khiêm, tôi thiếu tiền sao? Không thiếu, không thiếu. Thiếu tiền sao? Không thiếu, không thiếu. Hội trưởng, vẫn luôn không thể tra ra được Hiệp hội Hí Pháp đã giấu áo khoác ở đâu. Vậy nên hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nhưng mà tôi nghe nói trong Ức Cựu hội năm nay, ba hậu nhân đó sẽ tiến hành cuộc quyết đấu để xem áo khoác tơ vàng thuộc về ai. Khi đó ba lão già đó nhất định sẽ lấy áo khoác tơ vàng ra. Tới Ức Cựu hội giành lấy áo khoác tơ vàng không khác gì cướp thịt trong miệng cọp. Mùi thịt là thật, nhưng ăn vội quá sẽ bỏng miệng. Hội trưởng yên tâm, tôi đã mời đến cho ngài một cao thủ. Tài cao cỡ nào? Nghe nói là nhà ảo thuật của Tây Dương. Tốn hết bao nhiêu tiền? 200.000 đồng đại dương. Bao nhiêu? Không phải tôi, là cậu ta. Sống là phải biết tiết kiệm. Ông đây có tiền thật, nhưng cũng không thể ném tiền qua cửa sổ như vậy. Hội trưởng, ngài dạy rất phải. Lần này mà không lấy được áo khoác tơ vàng thì ông đây sẽ mời ông ăn đạn. Luyện tập thế nào rồi? Anh Đường Hổ, anh về rồi sao? Đúng rồi, lấy được thạch bài chưa? Tất nhiên là rồi, anh lợi hại lắm đó. Khi nào thì em mới có thể giống anh, vừa nổi tiếng vừa kiếm được nhiều tiền? Nếu em luyện hí pháp là vì nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền thì khó lắm. Lát nữa anh tới xem em luyện tập, không được lười biếng nghe chưa? Sư phụ, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Ngày mai là Ức Cựu hội của Tân Môn rồi. Phan đại trưởng lão qua đời, áo khoác tơ vàng hiện thế. Ức Cựu hội của Tân Môn năm nay còn phải chú ý tập trung hơn, làm việc nhất cẩn thận. Sư phụ, yên tâm, đồ đệ nhất định sẽ giành được hạng nhất. Thực ra, hí pháp không hề phân thắng bại. Áo khoác tơ vàng và nhân cơ lục vốn dĩ là vật thờ phụng của người trong nghề, nhưng mà hiện nay lại trở thành đối tượng để thi đấu, tranh đoạt. Ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt. Ôi, ba vị trưởng lão, các vị tụ họp lại được với nhau thật không dễ dàng gì. Nào, uống trà đi. Ngược lại tôi vốn không hề muốn tới đây, đặc biệt là không muốn nhìn thấy người nào đó. Vài người nào đó thu nhận được đệ tử có tay nghề không tồi. Đáng tiếc tên này lại là một tên cứng nhắc, phiền phức, giống như cả đất Thiên Tân này đều đang nợ tiền cô ta vậy. Tề Song là đồ đệ của tôi, không khí phải nói này nói nọ. Ông đúng là đã dạy ra được một đồ đệ tốt đó, biết vẽ bản thiết kế giống như ông, giống như đi làm trợ thủ của người khác vậy. Có bản lĩnh thì học trò của ông đừng dùng cơ quan của Phúc Thủ Lý Gia nữa. Cũng coi như ông lợi hại. Hai vị, hai vị, hiện nay giới hí pháp đã thành như vậy rồi, chỉ có thể chung sức hợp tác thôi, đừng tạo ra thêm mấy cái tranh chấp bằng miệng. Thủy Kính Tề gia lợi hại như vậy, tùy tiện làm thuật toàn thể tương dân là có thể trấn áp toàn hội trường rồi, cần chúng ta làm gì nữa? Vậy hai người có thể không tham gia? Nếu không phải do quy củ lão tổ tông chèn ép thì cô cho rằng tôi muốn ở chung với hai người lắm sao? Đến lúc đó đừng có ngáng chân tôi. Tôi đây trước giờ chưa từng xảy ra sai sót. Ngược lại là hai người tự chăm sóc tốt cho bản thân đi, đừng đứt gánh giữa đường. Theo tôi thấy, người nói nhiều mới là người dễ bị đứt gánh giữa đường nhất. Sao đây, hai người không phục à? Nếu không phục thì đợi đến lúc thi đấu xem thực hư thế nào thôi. Mạnh miệng, mạnh miệng đó. Nếu cô tự tin như vậy thì thi ngay lúc bắt đầu luôn đi, dám không? Nói đi, thì thế nào? Lấy đó thì đấu. Cậu to gan quá rồi. Nhưng tôi đồng ý. Đồng ý.
Hôm nay chính là ức cựu hội tân môn tổ chức 5 năm một lần. Như năm nay khác với mọi năm, lần biểu diễn kết hợp này chúng tôi định sử dụng báo vật của giới hí pháp là áo khoác tơ vàng để biểu diễn cho mọi người xem, lấy đó làm điểm may mắn. Vì đây không phải đang làm loạn sao? Chúng tôi là đồ đệ của ba vị trưởng lão hí pháp hội, lần này cả gan dùng áo khoác tơ vàng để thể hiện tài năng trước mặt các vị, cũng là muốn các vị lão gia, thiếu gia đánh giá trình độ. Sao vậy? Mất rồi. Cái gì mất rồi? Áo khoác tơ vàng mất rồi. Phải làm sao đây? Đi thôi. Nhất định là người phụ nữ cặp cái vali đỏ lúc nãy. Cô ta nhất định không phải người bình thường. Tôi đuổi theo xem thử. Hay lắm. Trả lại áo khoác tơ vàng cho tôi. Quả nhiên là cô. Tôi chỉ cần lấy lại áo khoác tơ vàng của tôi, chứ không cần cô cởi đồ. Người cùng ngành sao? Báo danh tính đi. Báo danh tính. Tôi tên gì không quan trọng. Quái thai, biến thái, tiểu nhân, dị dạng. Cậu thích cái nào thì dùng cái đó. Tôi chẳng thích cái nào hết. Tôi chỉ thích gọi anh là trộm thôi. Tôi gọi anh tên trộm là được rồi. Quỷ thuật lợi hại quá. Không, là thật đó. Chỉ là trò mèo mà thôi. Chậm quá rồi. Đừng hổ. Tiểu hổ. Tiểu hổ. Đừng hổ, còn không sao chứ? Còn không sao chứ, đừng hổ. Mấy trò giặt giảnh của các người
còn không đủ lọt vào mắt của tôi. Chiêu giải bọc người mà dù lúc nãy người ngoài không làm được cũng không thể nào biết được. Anh còn có thể dễ dàng phá giải cơ quan hiến pháp, rõ ràng là người hiểu chuyện này rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt của anh là hy vọng được người ta thừa nhận thân phận người hiến pháp sao? Muốn nhìn thấu tôi, cô còn kém xa lắm. Chẳng có gì cả, không thú vị. Thầy nào trò nấy, con sâu làm sâu nồi canh. Ông còn dám nói cạnh khóe tôi? Nhìn đồ đệ của ông xem, đánh nhau mà trói gà còn không chặt. Đây đều là ông dạy phải không? Đồ đệ của tôi không giỏi, kỹ nghệ của chúng tôi đây không sánh được với những người từng trải chuyên lừa đảo xem tướng mạo, lại còn ăn nói bừa bãi các ông. Câm miệng, ông có thể nói tôi, nhưng không cho phép ông bôi nhọ kỹ nghệ gia truyền. Được rồi, đã lúc nào rồi còn chửi bới cãi cọ suốt ngày thì có tác dụng gì? Các ông cũng biết tân môn nhiều quy tắc, nếu còn muốn sống yên ổn ở nơi này thì để cho chúng nó đuổi theo đem đồ trở lại. Bát cơm dẻo và sánh này vẫn có thể đem lên dùng được. Không đem được đồ về đây thì ba người cũng không cần quay lại nữa. Đồ đệ Đường Hổ xin thề, trong vòng 7 ngày nhất định đem đồ trả về cho chủ cũ. 5 ngày. Lão Khúc được đó, cao thủ tốn hàng trăm ngàn đồng mời về này quả như có chút thủ đoạn. Thưởng, đi lấy 1.000 đồng đại dương thử cho lão Khúc. Đợi đã, 50 đồng đại dương. Ông cũng là người tiết kiệm. 1.000 đồng ông cũng không có giận nổi. Vậy thì 50 đồng đi. Không được chê nhiều. Lão Khúc, lúc nào thì tên cao thủ đó đưa chiếc áo khoác tơ vàng cho tôi vậy? Hội trưởng, chuyện này xảy ra chút rắc rối. Tên cao thủ ấy không liên lạc được với hắn nữa rồi. Cái gì? Hội trưởng, ông nghe tôi nói đã. Ông nói lại lần nữa tôi xem. Tên cao thủ đó hắn nói. Không phải. Hội trưởng, cho tôi thời gian 5 ngày. 5 ngày thôi. Không, 3 ngày. 3 ngày thôi. Cút đi. Dạ. Nghe nói trong giới hiến pháp có một cuốn sách bí mật được lưu truyền từ thời xa xưa, tên gọi là Dân Cơ Lục. Muốn có Dân Cơ Lục thì phải tìm được áo khoác tơ vàng trước. Nửa năm trước, Phan đại trưởng lão dẫn theo đại đồ đệ Phan Lâm cuối cùng cũng tìm thấy đó trong một địa cung của triều Minh. Nhưng mà không ngờ rằng đời sau bất tài, chính vào ngày hôm qua áo khoác bị mất rồi. Nói bậy, ngồi xuống nào. Người ta nói cũng đâu có sai. Shakespeare từng nói. Được rồi, cậu đừng có nói Shakespeare này nọ nữa. Tôi biết hai người lợi hại, đấu đá giỏi, nhưng mà chúng ta phải chung sức hợp tác. Chuyện này phải có một người phụ trách chính. Ngoại trừ anh, ai cũng được hết. Tại sao tôi không được? Trong mắt anh chỉ có bản thân. Trước giờ được không coi hai chúng tôi là bạn đồng hành. Hai người lợi hại bằng tôi không mà muốn phụ trách chính? Hay là vậy, ba người chúng ta đoán xem chú Hề đang trốn ở hướng nào. Ai đoán đúng người đó quyết định. Tôi cược phía đông. Phía đông cách trạm xe lửa gần, thoát thân nhanh nhất. Phía tây, khu ở chuột ẩn trong thành phố. Phía nam có một chợ đen và các cơ quan hiến pháp. Anh muốn giải mã bí ẩn về chiếc áo khoác sơ vàng kia thì phải cần dựa vào cơ quan hiến pháp mới giải được. Phía nam gì chứ? Anh nói nhiều nhất. Anh xem cái anh tìm. Còn cái gì mà cơ quan có tác dụng gì? Tìm thấy rồi. Ở đâu? Nói đi. Ở cửa hàng đồ cổ Hợp Sinh phía bắc. Đi.
cửa hàng đồ cổ hợp sinh. Cái cửa này có lẽ là cửa cơ quan Tây Dương, là một cơ quan tổng thể. Nghe âm thanh của chất liệu này, ổ khóa đầu tiên là đồng thau, ổ khóa thứ hai là niken trộn lẫn với sắt. Đầu tiên nên dùng cưa mềm trước, cưa mở ổ khóa đầu tiên, sau đó chúng ta trực tiếp dùng nam châm, cửa sẽ mở ra. Chẳng được tích sự gì. Sao tên đó lại tới cửa hàng đồ cổ hợp sinh? Chẳng lẽ ở đây có đạo cụ gì đó có thể giải mã bí mật của chiếc ốc khoác tơ vàng? Cây đàn piano này là của hãng Maotri, nhưng âm thanh của nó hình như có chút không giống với âm thanh của cây đàn bình thường. Trong đây có khoảng 12 âm thanh khác nhau. Cái là nối liền các lò xo được làm từ các chất liệu khác nhau. Khoảng từ 1 đến 4 là gan, 5 đến 8 là đồng, 9 đến 12 là thép. Theo như những gì anh nói, nếu như được làm từ gan thì chắc hẳn là móc cọc hình hoa mai dài 6 tấc rưỡi chất liệu đồng, móc hình hoa lo kèn dài 7 tấc 7 chất liệu thép, móc hình hoa hướng dương dài 8 tấc 9. 7 nút móc chính là 7 nút nhạc mà. Thì sao là như vậy, cần phải đánh cái nút nhạc tương ứng mới là chìa khóa. Đây giống như một cơ quan dương cầm tự động mà sự tạo ra từ 10 năm trước, có thể tự động diễn tấu một bản nhạc. Năm đó diễn tấu ở dưới lầu cổng thành, một nữ người tân môn đều tới nghe đó. Khúc nhạc đó tên là Đêm Trăng Tầm Dương. Đúng, Đêm Trăng Tầm Dương vốn là một khúc nhạc đàn tỳ bà, còn có tên là Tiếng Trống Hoàng Hôn hoặc Tầm Dương Khúc. Nhanh đàn đi, cậu làm gì vậy? Tôi chỉ biết chỉnh âm thôi, không có biết đàn. Bên đó, đi. Tiếng ấn phím đàn của cậu đó mà không có đủ mạnh. Số cuộc anh là ai? Cùng một câu nói, đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai. Mau đem áo khoác tơ vàng ra đây. Vậy phải xem bản lĩnh của mấy người rồi. Anh ta không chạy. Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại chết rồi? Trò giặt giảnh. Đây không phải quyền thuật, đây là thật. Không thể nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thời gian cũng tương đối rồi, không chơi với các người nữa. Hoàn toàn rơi vào quỷ thuật của tôi rồi thì không dễ thoát khỏi như vậy. Giao áo khoác vàng ra đây, nếu không anh sẽ bị mắc kẹt trong quyển thuật của tôi cả đời. Vậy sao? Tề Song, đừng lo cho tôi, đuổi theo lấy lại áo khoác tơ vàng trước đi. Đừng đuổi nữa, tôi đã biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì rồi. Sao anh biết được bước tiếp theo của hắn? Khi chúng ta vừa mới bước vào, tôi có nhìn thấy trên tay chú Hề cầm cuốn bản đồ này. Trước đây tôi đã xem qua hoa văn của áo khoác tơ vàng rồi, mà hoa văn trên tấm bản đồ này rất giống như một phần hoa văn trên chiếc áo khoác tơ vàng đó. Nói cách khác, áo khoác tơ vàng có khả năng là một nửa tấm bản đồ, rất có khả năng. Nhìn bản đồ hiển thị thì nửa còn lại rất có thể ở trên hòn đảo này, có nghĩa là người đàn ông kia chuẩn bị ra biển. Vừa nãy lúc giao đấu anh ta xem đồng hồ rồi nói thời gian sắp tới rồi. Thời điểm này chắc chỉ có Tàu Diễn Dương thôi. Chuyến Tàu Diễn Dương cuối cùng vào tối nay là cái nào? Tàu Hiệu Diễn Hàng. Sao cô lại đánh tôi? Tại sao lại hôn tôi? Cô không biết trong phim đều diễn như vậy sao? Anh, cảnh trong phim mà cậu cũng tin? Ra tay trong phòng của hắn ta xem ra không khả thi. Vừa nãy tôi quan sát kỹ càng rồi, chiếc sương màu đỏ trong tay hắn ta là một chiếc sương cơ quan, không có chìa khóa không mở được. Dù sao tàu cũng đang chạy, họ không chạy đi đâu được. Hay là chúng ta quay về phòng trước nghỉ ngơi một chút rồi tính? Được. Phải nghĩ cách giữa lúc hỗn loạn trộm lấy chiếc chìa khóa. Tôi có cách rồi. Các anh thầy tôi thu hút sự chú ý của đám thuộc hạ của anh ta đi.
cái tên khốn này, cao thủ sao? Ông đây đưa cho anh 200.000 đồng đại dương, anh lại chơi đen ăn đen với tôi. Có tin tôi bắn chết anh không? Bắn chết tôi. Bắn chết tôi, ai tới nói cho bí mật của chiếc áo khoác tơ vàng này không phải chỉ là tấm bản đồ lộ trình thôi sao? Còn dám lừa tôi? Không được động đậy. Có một bí ẩn khác trong này. Có cái gì? Nói cái đó. Bạch tiên sinh, vậy phải làm theo như cách mà anh nói rồi. Ông, đừng kích động. Ba người chơi hiếp pháp các cậu, lát nữa tôi tính sổ với các cậu. Còn cậu nữa, cũng không để ông đây nghỉ ngơi. Hôm nay cái áo khoác này đốt không ra thứ gì tốt thì ông đây bắt chết cậu rồi dứt xuống sông cho rùa ăn. Cậu dám lừa ông đây à? Ông đừng sốt ruột, hay là nhìn kỹ lại lần nữa xem. Hội trưởng, đem áo khoác tơ vàng trải ra dưới ánh trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn, lúc này là giờ Sửu. Ba quẻ này lần lượt nằm ở vị trí Càn, Tốn, Quài trong bản đồ bát quái. Ngọn lửa đốt lên này đúng là thú vị. Người này biết rõ dẻo khoác tơ vàng hơn cả chúng ta. Đây chính là thiên quan hí pháp đồ. Ký hiệu trên bức hình đầu tiên giống như cơ quan. Bước thứ hai là thủ pháp cùng với tốc độ. Còn bước thứ ba là lòng người. Hóa ra đây chính là thiên quan tam đạo trong bản tóm tắt hí pháp mà đại trưởng lão đã ghi chép lại. Sao vừa nãy cô không dùng quyển thuật vậy? Kẻ địch nhiều quá, dù có khiến vài người gất đi thì chúng ta cũng không chạy thoát được. Chỉ bằng cởi dây trói trước, thoát ra đã rồi tính sau. Được, sao ở đây tối như vậy? Nhanh, nhanh lên đi. Nhanh nào. Nào, nói cho chúng tôi nghe xem, sao còn lại sợ bóng tối? Khi còn nhỏ, tôi đã vô tình hại chết ba mình khi đang biểu diễn trong một hộp tối. Từ đó về sau, tôi rất sợ bóng tối. Chỉ cần bị nhốt trong phòng tối, tôi sẽ nhớ tới cái chết của ba mình nên rất sợ hãi. Lúc ăn thịt, ông tích cực lắm đó. Khi làm việc thì đừng có làm cẩu thả. Nhìn sắc mặt của ông, tôi thấy hơi bất thường rồi. Hội trưởng, ba cửa này e là chỉ có ba người đó mới phá giải được.
Ở trong nồi, thịt đã được nấu chín hầm kỹ. Cứ tưởng là miếng thịt ngon, không ngờ lại là miếng gân cắn hoài không đứt. Hội trưởng làm sao bây giờ? Giết, giết, giết! Giết ông ta thì gì cũng đâu có thành. Hội trưởng mời mấy người ăn cơm. Sư phụ. Ai bảo cô luyện cái này? Nhớ kỹ lời của ta, không bao giờ được trở lại Tân Môn. Mặt nạ trên mặt tôi chỉ là một lớp sơn màu thôi. Như mặt nạ trên mặt của anh thì mọc ngay trên mặt anh. Con người thật giả dối biết mấy. Trong lòng các người chỉ có bản thân các người thôi. Sư phụ nói chúng ta khác loại, nhưng anh nói xem tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta phải được họ công nhận? Đố kỵ. Tất cả đều là đố kỵ. Tôi biết tôi là giỏi nhất. Sau này sẽ có nhiều sân khấu đặc sắc hơn đợi tôi. Anh nói anh là cái gì? Anh không là gì hết. Anh mới là quái thai, là biến thái, là hèn nhát. Anh mới là thằng hề. Nên chặt đứt tất cả ngón tay của anh. Từng cái một mới phải. Anh nên đi chết đi. Chào buổi tối mọi người, quen biết là duyên phận. Xin cho phép tôi biểu diễn cho mọi người xem một tiết mục nhỏ. Hội trưởng! Hội trưởng! Dụi cái gì? Tôi còn chưa nói bắt đầu.
Tiết mục biểu diễn sau đây tên là Cò Quay. Đầu tiên, chúng ta phải cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hạ Khiêm, Hạ Hội trưởng. Được rồi, tiết mục sau đây chính thức bắt đầu. Xin lỗi, sơ suất rồi. Hãy cho tôi thêm cơ hội được không? Cho tôi thêm cơ hội, tôi làm lại lần nữa. Cái thằng khốn này! Có vẻ như hôm nay Hạ Hội trưởng không được may mắn lắm. Các anh em, xông lên cho tôi! Biến thái. Ba người ấy à? Khá thú vị. Thật đáng tiếc. Đợi tôi tìm thấy dân cơ lục. Cao quá. Thì tôi sẽ dùng nó để tế giới hí pháp các cậu. Ông là có ý gì? Xử lý một chút đi. Đợi tôi quay về. Thật ra chú Hề chính là Bạch tiên sinh. Cũng không quá ngu ngốc. Không ngờ ra trận chưa kịp chiến thắng đã chết rồi. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội. Lát nữa còn nghĩ cách thu hút sự chú ý của người phụ nữ chính diện kia. Tôi tấn công cô ta từ phía bên cạnh. Được, vậy còn phải phối hợp tác chiến với tôi. Tôi sẽ tránh đòn tấn công từ người khác. Qua đó xem sao.
Cái lỗ này nhìn quen quá. Nào, được. Đi thôi. Đây là đâu? Cầu thang chúng ta vừa đi xuống, sao không thấy đâu nữa? Đây chính là thi quan bát tiến môn trong truyền thuyết. Không ngờ chúng ta đều bị mắc kẹt trong quyển thuật. Trường năng lượng quyển thuật ở đây rất mạnh, nếu không cẩn thận, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Lúc này tương ứng với 8 cánh cửa. Cậu nhìn vào từ cánh cửa này đi, đều giống như khắc một loại biểu cảm vậy. Mỗi một biểu cảm như thể đều được khắc từ một khuôn, nhưng có vẻ như chúng là có điểm gì đó khác nhau. Bắt đầu từ bên trái qua, lần lượt là vui mừng, tức giận, lo âu, suy nghĩ. Cánh cửa ở giữa này hẳn là bi thương, hoặc cũng có thể nói là lòng nhân từ của đại trưởng lão cảm thấy nhân gian này thật thê lương. Chúng ta thử xem sao. Tới đó xem. Ở đây không có gì hết. Không đúng, lối ra bị chặn lại rồi. Tề Song, đi thôi Tề Song. Yếu quá, yếu quá. Muốn thành công thì nhất định phải chịu khổ. Bàn tay năm ngón, mỗi ngón đều phải nắm bắt linh hoạt, biết không? Sư phụ, con nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ. Đợi con lớn lên thành danh rồi, con sẽ hiếu kính với người. Ui chao, cái miệng nhỏ này ngọt quá. Tề Song, Tề Song, chắc cô ấy trúng quyển thuật sâu hơn rồi. Hai chúng ta đều không giỏi việc này, còn để cô ấy tự tỉnh sẽ tốt hơn. Một người học quyển thuật như cô ấy sao mà trúng quyển thuật được? Beethoven từng nói, trong cuộc sống trắc trở, chúng ta cần vượt lên chính mình. Chúng ta phải tin tưởng vào Tề Song. Được rồi, còn đừng có lúc nào cũng chúng ta vào lúc này nữa. Mau tìm đường đi. Cậu nhìn đi, cậu trông chừng Tề Song, tôi qua đó xem sao. Được, cậu cẩn thận đó. Mau quay lại. Làm sao bây giờ? Không biết chuyện này. Tôi cũng không biết. Luyện công không phải trò chơi, phải giữ vững. Con phải ấn chân xuống, giữ vững. Kiên trì.
cô bé này không học hí pháp được, thật mất mặt. Thủy kính Tề gia kết thúc từ đây rồi. Trình độ này còn đòi bái Quách sư phụ làm thầy. Tôi sẽ không sao, tôi sẽ trụ được. Em không cần phải để ý sắc mặt người khác, không cần phải giấu kín bản thân. Em muốn trút ra thì cứ trút ra, muốn cãi lại cứ cãi lại. Tóm lại, làm một người bình thường là được. Em có thể làm như vậy sao? Em làm như vậy được sao? Em sợ sư phụ mắng em. Tất nhiên là em có thể rồi Tề Sông. Ngay cả khi em làm sai thật thì sư phụ cũng không nói gì em nhiều đâu. Tề Sông, cô tỉnh lại rồi à? Nào, mau đứng lên. Không cần. Không sao chứ, không sao. Cánh cửa thứ nhất là sợ hãi, cánh cửa thứ hai là kinh sợ, còn cánh cửa cuối cùng, biểu cảm rất đặc biệt, sẽ là gì đây? Biểu cảm này dường như không có biểu cảm gì hết. Lẽ nào là vô cảm? Anh nói đúng, vô cảm chính là không. Vậy cánh cửa này chính là không. Đi thôi. Đi. Thật không ngờ hai người đoán đúng thật đây. Cái này có gì không đoán được? Vô cảm không phải là biểu cảm của Tề Song sao? Vậy cái gì mà nhìn, có gì lạ chứ? Cô cười lên thật xinh đẹp. Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người. Nơi này chắc chắn sẽ có ám khí, chúng ta cẩn thận một chút. Lấy cho tôi thứ gì đó tiện dụng, được. Đi. Đi thôi. Ba người chúng ta kết hợp với nhau đúng thật ngày càng ăn ý. Nó không chừng cửa thứ ba này sẽ rất thuận lợi. Sao vậy? Thế cờ này tôi biết. Thất tinh tụ hội là thế cờ đứng đầu trong bốn thế cờ lưu truyền khắp nơi thời nhà Thanh. Lão tổ tông đúng thật có nhã hứng, nhưng mà không biết cờ này phải đánh thế nào. Quân cờ này có 500. Dưới bàn cờ có bánh trăng điều khiển cực của 500.
Chắc là dùng nam châm để khống chế quân cờ. Đợi một lát, nếu cơ quan này dùng chơi cờ để qua cửa, vậy một mình tên hề đó thì thông qua thế nào? Tề Song đâu? Tề Song. Tề Song. Chào mừng đến với Giáng cờ trắng đen sống chết. Tôi thực sự phải cảm ơn các người đến trợ giúp tôi một tay. Tề Song, các người chỉ cần hoàn thành trận đấu sống chết trên bàn cờ, tôi sẽ thả cô ấy. Cái gọi là trận đấu sống chết, người thắng thì sống, kẻ bại thì chết. Tên thế nào ý như vậy, hiểu rồi chứ? Không còn thời gian nữa, các người chỉ có 20 phút chơi cờ. 20 phút sau nơi này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mau, bắt đầu đi. Mau, 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 mau. Mau lên nào. Đúng, đúng rồi. Mau lên. Tôi đã xem qua rồi. Trên mỗi bàn cờ đều có cơ quan nhỏ. Xoay bàn xoay giỏ để điều khiển hướng của quân cờ. Đồng hồ cát đã bắt đầu chảy rồi, nhanh lên. Mau bắt đầu đi, tranh thủ đi. Mau lên. Mau. Mau một chút, đừng động linh tinh. Mau lên đi, đừng lề mề nữa. Lề mề nữa ba người các cậu đều phải chết. Mau mau mau. Phó 2 bình 4, tốt 5 bình 6. Tốt 4 tiếng 1, tướng 6 tiếng 1. Xe 3 tiếng 8, xe 2 bình 6, tướng 5 bình 6. Xe 6 lùi 3, xe 3 bình 6, tướng 5 bình 6. Tốt 4 bình 3. Mau, tiếp tục, sắp chiếu tướng rồi. Mau lên đi, tiếp tục, mau lên. Tiếp tục đi. Tiếp tục chiếu tướng đi, tiếp tục nào. Mau lên, tiếp tục đi. Lý Tất Sinh, chiếu tướng để tôi chết đi. Ui cha, sốt ruột quá, sốt ruột, chết tôi mất. Mặt trước là tôi thắng, mặt sau để cậu thắng. Như Độc Xuân nói với tôi, chúng ta nên hòa. Anh em tốt, cậu dám cá với tôi một trận. Trước đây tôi luôn giao vận mệnh cho số mệnh quyết định. Nhưng lần này tôi muốn nắm giữ số mệnh của mình. Từ nay về sau, tôi đều muốn nắm giữ số mệnh của mình. Cơ qua vậy mà lại là cơ qua. Lấy ra đây, lấy ra đây. Dân cơ lục là của tôi, mang qua đây. Mau lên, mang qua đây. Dân cơ lục là tâm huyết của người làm hí pháp. Anh không thể trộm nó đi. Hay là như vậy đi, các cậu học ảo thuật Tây Dương với tôi. Tôi sẽ thả cô ta ra. Ảo thuật chúng tôi có thể học, nhưng chúng tôi là hậu nhân của hí pháp. Chúng tôi không thể quên gốc rễ. Thời gian không còn nhiều nữa. Mau lên đưa tôi. Mau lên, mau đưa tôi. Mau lên, mau. Mau lên đi.
Vậy để tôi tiếp tục chơi với các cậu một trò chơi, để các cậu biết sự lợi hại của ảo thuật. Có được không? Đường Hổ, cậu sao vậy? Đường Hổ, Lý Tức Sinh, mau ra ngoài đi, mau đi cứu Tề Song, không thể để lại một mình cậu ở đây. Các cậu không ai có thể giúp được tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp chính mình. Mau, Đường Hổ, mau đi, đi. Người Tề Song cần là cậu, mau đi. Hôm nay là lần đầu tiên con biểu diễn, phải cố gắng. Hai cha con chúng ta không được làm mất mặt. Cha yên tâm đi. Tiểu Hổ à, cha, đó là một sơ suất, không trách ai. Con đã áy náy nhiều năm như vậy, cũng nên buông bỏ rồi. Hai cha con ta cùng mở cửa sập này, con đừng quên, chúng ta không được làm mất mặt. Lý Tức Sinh, Tề Song, Lý Tức Sinh, Tề Song, Lý Tức Sinh. Cậu có thể nhận được sao? Chậm quá rồi. Không sao chứ?
Tôi bắt buộc phải hủy đi dân cơ lục. Ba người các người còn không cút thì ở lại bồi táng cho tôi đi. Anh sinh ra là kẻ thua cuộc, anh không để tâm tính mạng của mình, còn coi mạng người khác như cỏ rác. Không sao chứ? Ngay cả thứ nắm trong tay mà anh còn không phân biệt rõ là súng hay chuối, thì tôi thấy giới quyển thuật của anh cũng chỉ có như vậy. Tôi thấy không giống các người xuất thân từ thế gia hí pháp. Vậy thì đã sao? Xuất thân của tôi tầm thường, cắt đứt một ngón của tôi, đuổi tôi khỏi sư môn. Tôi phải cắt đứt tâm huyết của ông ta. Tôi phải báo thù. Anh lấy ảo thuật đối địch với hí pháp, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của mọi người sao? Anh có tính là trẻ con quá rồi không? Hán Tư Nghệ Văn Chí có nói, kẻ mê muội đánh mất chân lý thâm sâu trong kinh của Do Gia, còn những kẻ cực đoan thì lại quá kiềm nén hoặc nâng anh ta đến vị trí quá cao. Điều này không phù hợp với chủ đích ban đầu của Do Giáo, chỉ để đánh lừa người khác lấy lòng tin. Anh xem thường mọi người, anh không thích bất kỳ ai. Bên dưới lớp mặt nạ cái tôi cực đoan của anh ẩn giấu một trái tim tự ti. Anh không thể nào nhìn thẳng vào bản thân, không thể hòa giải với bản thân trong quá khứ. Vậy là anh mới nấp sau cái mặt nạ hề. Tôi thấy anh không phải Bạch Tiên Sinh, anh không phải chú hề, anh chính là tên hèn kém. Đúng thật uổng cho thân phận người có kỹ nghệ. Cha mẹ cậu ấy quỳ xuống cầu xin sư phụ thu nhận cậu ấy, đúng thật là mất mặt. Không có sư phụ chống lưng cho cậu ấy, ngày mai cậu ấy phải ra phố ăn xin. Các người dựa vào đâu mà bàn tán chỉ trỏ tôi? Các người có biết tôi trải qua điều gì không? Từ từ, anh là tiền bối Bạch Mặt sao? Sao cậu lại biết tên tôi? Tên của anh không ai không biết. Toàn bộ người tân môn chúng tôi đều biết anh. Hơn nữa trưởng lão Phàn Đại cũng không hề quên anh. Tôi không mắc lừa cậu. Thế hệ chúng tôi không ai không biết tên của tiên sinh Bạch Mặt. Tôi nghe sư phụ từng nói kỹ nghệ của anh cũng được trưởng lão ghi lại trong dân cơ lục. Ảo thuật phương Tây không phải là khác loài. Mấy ảo thuật mới của đồ đệ tôi Bạch Mặt vốn nên được người đời ca ngợi. Đáng tiếc tôi nghe lời gièm pha của người ngoài, đuổi nó ra khỏi sư môn. Hôm nay tình cờ có thể tận tay sắp xếp việc kế thừa dân cơ lục. Vì hối hận không nguôi nên thêm vài dòng này. Ảo thuật của Bạch Mặt cũng thuộc kho báu của hí kịch tân môn. Sư phụ, dân cơ lục từ bỏ như vậy sao? Có áo khoác tơ vàng là đủ rồi. Quyển dân cơ lục này cứ để nó ngủ yên ở đây mãi mãi đi. Sư phụ, sư phụ. Tiền bối, là người của tân môn có lỗi với người. Nói như vậy thì tôi còn là sư thúc của các cậu. Ân oán của đời trước vốn không liên quan đến các cậu. Ma quyển sách này trở về phục mệnh đi.
Lòng của ta một đời đều như lửa đốt. Hôm nay cuối cùng cũng buông xuôi được rồi. Các cậu mau đi. Mau đi đi. Đi thôi. Mau đi. Sư phụ, chúng ta gặp lại dưới hoàng tuyền. Tiếp tục thảo luận kỹ nghệ hí pháp. Một năm sau, linh vị của Phàn Giả. Nếu sự chú ý của các con đều là trên cây đũa, con xem này, cầm thần kinh của cái búa nhỏ. Người làm hí pháp có biên giới quốc gia, nhưng hí pháp thì không có biên giới. Hí pháp cổ và ảo thuật có thể học hỏi lẫn nhau, hòa lẫn vào nhau. Tôi tin rằng hí pháp cổ ắt sẽ có người kế thừa. Các con muốn học quyển thuật của Tam Sư Phụ sao? Quyển thuật của Tam Sư Phụ không phải học ngày một ngày hai là được, phải rất vất vả đó, các con làm được không? Đồ mít ứ, không có bản lĩnh, về nhà tìm mẹ đi. Có thể dạy cho em cách biến ra hoa không?